trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hungary chiều ngày 19 tháng 1 giờ địa phương tại thủ đô Budapest, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cùng dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hungary. Diễn đàn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary và Cục xúc tiến xuất khẩu Hungary đồng tổ chức. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, sau gần 75 năm thiết lập, quan hệ Việt Nam-Hungary không ngừng phát triển tốt đẹp. Ngay trong chuyến thăm này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc hội đàm, hội kiến với Thủ tướng, Tổng thống, Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary. Hai bên thể hiện sự tin cậy chính trị cao, nhất trí thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Đây là môi trường chính trị thuận lợi, nền tảng quan trọng để doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh hợp tác đầu tư. Phát biểu tại đây, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết, ông và các nhà lãnh đạo Hungary vừa có các cuộc hội kiến, hội đàm rất thành công với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Hungary chúc mừng, đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, với tỷ trọng xuất siêu đạt 28 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023 và có nhiều doanh nghiệp lớn, tầm cỡ khu vực và thế giới. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác, đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực một bên có thế mạnh và bên kia có nhu cầu. Theo Thủ tướng Hungary, trở ngại lớn nhất trong quan hệ, hợp tác giữa Việt Nam và Hungary hiện nay chính là khoảng cách về địa lý. Do đó, Thủ tướng Viktor Orbán đề nghị các bộ, ngành, cơ quan, doanh nghiệp hai nước nghiên cứu mở các đường bay trực tiếp Việt Nam, Hungary để nối gần khoảng cách giữa hai dân tộc, thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác đầu tư,